Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Hôm nay là mình sẽ làm một cái video mà đánh giá. Xin chào anh Nguyễn Thanh Bình. Hôm nay là mình sẽ làm một cái video đánh giá chiếc xe đạp thể thao giá rẻ mới về đợt này, và đợt này thì cửa hàng của mình đang về rất là nhiều cái những cái xe đạp touring thể thao giá rẻ, là loại một dĩa khung nhôm, đùi đĩa một tầng khung nhôm và 7 líp để phục vụ các bạn trong cái mùa hè năm nay để mà rèn luyện sức khỏe thể thao, và cũng không muốn đầu tư nhiều mà vẫn sở hữu được một chiếc xe đạp thể thao Nhật bãi. Thì trong video này mình sẽ đánh giá với cùng các bạn trải nghiệm và đánh giá chiếc xe đạp thể thao touring giá rẻ Nhật bãi hiệu Cowray. Xin chào anh Nguyễn Xuân Tiến. Xin chào anh Thắng Nguyễn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đổi camera để các bạn nhìn cho rõ, các anh các chị nhìn cho rõ xe. Vâng, và như ở trong khung hình đây thì là chúng ta đang tiến hành đánh giá một chiếc xe đạp thể thao Nhật bãi touring giá rẻ hiệu là Cowray. Xin chào anh Nguyễn Danh. Xe thì được trang bị bằng khung nhôm hợp kim, sơn nước sơn là nguyên bản, khung nhôm hợp kim màu đen, toàn bộ là hợp kim nhôm. Các bạn thấy là mối hàn to này, nam châm là không hút, nam châm không hút, sơn rất là nguyên bản, sơn rất là đẹp và nguyên bản. Đó. Màu đen hết. Và như các quý vị đã biết thì tất cả những cái xe mà xe đạp Hải Phòng.com bán ra thì hầu như là không có giậm tút nhiều, để nước sơn nguyên bản, để vì nước sơn nguyên bản rất là cứng. Ở trên thân xe thì chằng chịt rất là nhiều tem đã dán, đã sử dụng tại Nhật và dán rất là nhiều tem, những cái tem đăng ký với Bộ Công an hay là những cái tem khác. Xe thì có khung bằng hợp kim nhôm rồi, rất là nhẹ, và trong tầm tiền này thì hiếm có cái xe nào mà có cái những cái khung nhôm như vậy. Thì xe đạp Hải Phòng.com đã tìm được có một cái lô xe này thì rất là nhiều xe khung nhôm và giá rẻ đang về để phục vụ các quý vị trong mùa hè năm nay. Chúng ta sẽ tiến hành đo size của chiếc khung này. Vâng, chiếc xe này, chiếc xe này đo từ tâm trục này đến đây này. Chiếc xe này có size là 42 cm. Vâng, 41 cm. Vâng, xe này size 41 thì phù hợp với những người mà cao từ 1m55, 1m58 cho đến 1m65, 68 là đều đi hợp lý. Tức là 1m58 cho đến 1m68 là có thể đi được chiếc xe này phù hợp. Vâng, và xe có chất liệu khung nhôm. Thì các bạn thấy là xe đã được trang bị đằng trước là một bộ đùi đĩa một tầng nhôm. Xin chào anh Thanh Hải. Và đằng sau thì trang bị líp vặn 7 tầng hiệu Shimano. Đi cùng với đó là một bộ chuyển động Shimano, đằng sau bộ đề chuyển động Shimano Tourlay. Thì ở trên những cái dòng xe mà thấp trung trung tiền như này thì cái bộ chuyển động Shimano Tourlay TX này thì rất là phổ biến. Xin chào anh Kỳ Hưng Trần. Hưng, xin chào anh Danh Nguyễn. Và xe touring này thì thường là được trang bị lốp bài vành bánh là lốp 700C. Và như các bạn thấy thì đằng sau này chúng ta có một cái chiếc lốp mà Pana hiệu Panasonic mang tên vâng, chào anh Hải ạ. Vâng. Mang tên là hiệu Panasonic, thương hiệu là Palazzer, quả là 700C nhân 35. Vành xe được trang bị vành nhôm hai lớp, vành 700C. Xin chào anh Nguyễn Công Sĩ. Mayer thép, vành nhôm, đũa đen. Thế là xe đằng trước là có một đĩa và đằng sau là 7 líp cho ra xe được 7 tốc độ khác nhau. Nước sơn màu đen, sơn nguyên bản, rất là ít xước. Ngoài ra đằng sau này thì chúng ta thấy là xe đã có một cái hãn còn trang bị được một cái khóa nguyên bản của bên Nhật Bản.
nguyên bản của bên Nhật là bản hãng còn còn lại. Vâng, rất là đẹp. Đằng trước chúng ta có cũng có bánh 700C và quý vị như quý vị thấy là có cả đùm đằng năng lượng phát điện. Cái máy là phát điện để quý vị có thể có thêm option để gắn thêm cái đèn ở đây. Thì có thể quý vị có thể mua thêm cái đèn ngoài gắn vào đây là nó sẽ phát điện luôn. Nó sẽ phát ra dòng điện 5V khi chúng ta đạp, nhưng mà nếu mà gắn đèn vào thì nó hơi bị nó ghi điện này, nó hơi đạp nặng hơn một chút. Đằng trước cũng trang bị phanh V. Phanh B hoạt động rất là ổn định. Trên tay cầm thì chúng ta có một chiếc tay bằng. Tay bằng và bên tay phải chúng ta có tay vặn chuyển số 7 tốc độ. Xin chào anh Nguyễn Công Sĩ. Tay nắm thì của xe thì cũng còn khá là đẹp nguyên bản. Trên thân xe thì có một số cái tem mác của bên Nhật Bản, chứng nhận là xe này đã sử dụng tại Nhật. Và như các bạn thấy là rất là nhiều tem mác. Cái này là đời 2016 tháng mùng 3 ngày 3 tháng 2. À đâu, ngày 2 tháng 3 năm 2016. Ngày 3 tháng 2 năm 2016. Mua tại Cycle Park. Bán tại Can Cycle Park, đây là một cửa hàng. Đấy, đây là con này đời 16, cũng khá là mới. Như các bạn thấy là bên bên đây thì chiếc xe cũng rất là khá mới, không có xước nhiều. Còn trang bị cả khóa luôn, rất là nguyên bản. Bánh 700. Giá của chiếc xe này là 3.800.000. Quý vị muốn sở hữu chiếc xe và muốn biết được thêm thông tin về chiếc xe và những cái quà tặng và chế độ bảo hành đi kèm thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975709943. Số này là số Zalo và số Facebook của chúng tôi luôn. Và quý vị hãy liên hệ với chúng tôi để biết được cái chế độ bảo hành và những cái quà tặng và đi kèm khi mà quý vị mua xe tại cửa hàng xe đạp hải phòng.com. Xin chào anh Trương Minh. Giá của chiếc xe này là 3.800.000 và quý vị có muốn biết thêm chi tiết những cái quà tặng đi kèm và chế độ bảo hành như nào thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975709943. Tôi xin nhắc lại là xe được trang bị là khung nhôm hợp kim, size là 41cm, phù hợp với những người 1m58 cho 1m68 có thể sử dụng phù hợp. Xe hợp kim nhôm toàn phần, đùi đĩa một tầng và đằng sau là lip 7 tầng cho xe có 7 tốc độ. Xe có một cái lốp đằng sau rất là đẹp và vẫn có khóa zin nguyên bản, nước sơn là nguyên bản. Bánh 700C, dòng Touring, giá là 3.800.000. Vâng, và quý vị và các bạn nếu mà quan tâm đến xe đạp thể thao và những cái cách sửa chữa bảo dưỡng hay là phân biệt sử dụng xe đạp thể thao nói chung thì hãy ấn like video, like cái live stream này và ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng ở trên nền tảng Facebook. Còn quý vị đang xem ở trên nền tảng YouTube thì quý vị hãy ấn like video để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo. Và ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký có chiếc chuông là quý vị ấn vào để quý vị là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có video mới up lên kênh. Thì ấn như thế nào thì sau đây nếu mà quý vị đang xem trên YouTube thì tôi có một đoạn video khác và tôi sẽ hướng dẫn quý vị ấn đăng ký kênh và ấn xem trước ở trên Facebook như thế nào thì mình sẽ có một cái đoạn video hướng dẫn. Vâng, và xin cảm ơn các anh đã xem live stream, đã bớt chút thời gian để xem live stream của em. Xin chào anh Trương Minh. Xin chào anh Nguyễn Công Sĩ, xin chào anh Thanh Hải, xin chào anh Danh Nguyễn, xin chào anh Thắng Nguyễn, xin chào anh Nguyễn Tiến Xuân, xin chào anh Nguyễn Thanh Bình. Vâng, và em đã kết thúc cái live stream đánh giá xe đạp tại đây. Cảm ơn các anh đã xem live stream, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.